try. But it's not really it. It's too long. Charity support for the victims in disaster of Hurricane. Thomas, today, yesterday you was in the cage. Today it's me, huh? Thomas, darf ich dich auf YouTube posten? Ja, sicher, klar. Mach ich. Gerne, gerne. Danke dir. Und ganz liebe Grüße an Bayern. Ist aufgenommen. Super. Danke dir, Thomas. Gern geschehen. Jetzt kommt es dann auch vorbei. Mal so was richtig Schönes, Ungarisches probieren mit den ganzen Kräutern und Gewürzen aus Vietnam. Wow. Mit Ginger, Lemongrass. Schmeckt euch bestimmt. Kommt einfach vorbei. Ich glaube, dann in einer halben Stunde so ein Gulasch da drin. Also sag das noch an den Schalter. Okay. Was gibt es? Kommt da gleich wieder zurück. Jetzt kommt nicht about in 1 hour, no more. Yes. I
chỉ cho vô ăn thử nè, thì thường chỉ là vô ăn thử nè. Ok, chỉ còn đứng hùng bé bé ăn thù thì là bắt mày cũng ok. Đấy là tôi hồ chùa rồi, thế có lại rồi. Chỗ, bố mươi rồi. Sáu nè, nó hồ tài, bố mươi rồi. Bố mươi Ist drin, Thomas? Es wird schon, ein bisschen braucht es noch. Das Fleisch muss richtig weich sein. Thank you.
In the bowl? It's a goulash. Goulash. Yeah. Excuse me, yourself. What yeah. is it? What is it? It's goulash, beef goulash. A beef goulash, yeah. How much? The ticket is there. I got to buy it from the counter there. Ah, you buy ticket from there? Yeah. Yeah. Thank you. Hello.
আপনি গিলে বলটা বেদন মেয়ে ওটা আজকে মারা গেছে গিলে আমি আমি খুব দিনই আছি ইনন সেটা They only know that complain. That's a good question. Next question. No, we got the spoons. Huh? We got the spoons. Yeah, but we need more spoons, though. Spoons are not enough. Okay. Thank you very much. My bird doesn't hear. Nó chè nó đường nó thiếu có cho anh mà đây thôi cho anh nó hỏi gì chị hôm nay nó bánh mì curry hả chị à bánh mì rồi có được ăn thử không chị dạ
soup. So only spoons. Only the spoon. So we need more spoons. All right. This will not work. All right. And we need a ladle. Okay, spoon. Cái này thì tại vì mỗi vị đi thì đây quán lâu lâu rồi. Thôi chỉ một chén. Bro, it's coming, bro. Come on. Nó vị cá là khác rồi. Không dùng chén lớn hay chén nhỏ vậy chị? Chén lớn, chị chén lớn, chị bây kia là để chén lớn. Chén đi nè. Mà dĩa lớn không? Biết rồi, dĩa lớn để luôn. Em mở chén lớn ra đi. Chị bỏ em thu ngay. Nấu cái món gì vậy? Dạ, bò. Sorry, bò. Mà hầm từ đâu? Dạ, từ đầu bếp hiệp hội, chủ tịch hiệp hội đầu bếp thế giới. Nhưng mà ý là mình là từ nước nào á? Nước nào thì bác là đến từ nước Đức chị. À, cho nên hiện nay bác đang là chủ tịch, nó đang đương nhiệm chủ tịch hiệp hội thế giới. Này là cho biết không? Này là bán cho chị. Dạ. Dạ. Bé chị. Rồi vô quần các bạn. Đây nè. Có thu tiền. Chị làm vui quá. Bỏ thử đi. Mấy chị có cọc vé đi. Có một quần. Không vé đâu chị. Mua vé ở bên kia anh lên chỗ đó. Cái này cách đây là 6 giờ.
Okay. Take the ticket. You take the ticket. I take the ticket. Where you gonna put it? Bist du deppert, ha? Jetzt wird's heiß. Okay? Ja, das ist der Geist. Okay, okay. 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 Get already. You can like to take lunch. Okay, come here. $60,000, em ơi. À, that's a good idea. $60,000. Yeah, the ticket. Come in the line, please. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
phản xác. À, cái món sầu não. Một nữa, một cái nữa, một cái nữa. Lấy đi. Có phải mấy con là từ lúc mình ra đây bao nhiêu con sạch sẽ chưa nhiều quá. Hot lamb, hot lamb. From straight from Greece. Có đeo bao tám nữa. Malaka. Malaka. E ela pare, pare. Ở đây tôi ổng cầm hết thì tụi mình biết đi đấy. Chị nở không? Can hear for you chefs from all around the world, which are taking this proud opportunity to come to Vietnam and to Hoi An to be part of this international food festival. The first time this year that we created this big pan activity on open fire cooking, and it will be staying there, I hope so, for the rest of times, because this food festival will continue every year, and you should really pre-arrange, pre-plan your vacations to come to Hoi An for next year. Lấy cho cái chị ơi. Thưa quý vị, Liên hoan ẩm thực quốc tế tại Hội An được diễn ra một năm một lần. Và trong hôm nay thì chúng tôi bị sẵn để chào đón 12 đầu bếp đến từ 12 quốc gia, đến từ Hiệp hội Đầu bếp Thế giới. Và các đầu bếp của chúng ta đã đến Hội An và sẽ phục vụ quý khách món ăn truyền thống của đất nước họ. Chúng ta có thể tham quan 12 gian hàng ở đầu kia. Và trong mỗi buổi tối thì chúng tôi sẽ có một món ăn đặc biệt ngay tại đây. Đây là món ăn đặc biệt. Ngày hôm qua thì chúng ta đã thưởng thức món ăn cô tu của Sri Lanka. Ngày trước là món goulash của Hungary. Và ngày hôm nay thì món ăn đặc biệt không kém, đó chính là bánh mì Đức được nấu bởi đầu bếp hàng đầu người Đức. Và rất mong quý vị và bạn có thể thưởng thức món ăn này và cách tuyệt vời nhất. Và ngoài ra thì chúng tôi còn có sự tham gia của chủ tịch Hiệp hội Đầu bếp Thế giới, Thomas Kuhler. Now, I mean, this is something very special today. Grilled chop, which is made from a guy who is the president of the Emirate Chef Guild, which is German. Or the food, which is actually turned the second time on a grill, is done by a Sri Lankan. All the food, actually, which is given out, is by our Vietnamese team. And all the products are here from Vietnam. So you can really try what can be done with the local product in terms of international food flavors and tastes. So now, actually, the people which are here from all around the world is normally on the first move from Germany, which is Uwe, which is doing the big dish. On the second part, we have a guy from Sweden. He is the only person in the moment who was winning the Culinary Olympics twice. We have a person from Finland here. He is the coach of the Finnish national cooking team. In addition to this, we have Slovenia here, Legot Itztok, which is one of our lifetime honorary members, which came all the way from Ljubljana to Hoi An. In addition to this, we have Russia here, the president of the Russian Chef Association, Viktor Belayev, who was working for more than 25 years in the Kremlin, and he was cooking for all head of states, which was leading the country, and additionally to this, which are visiting Russia on a business basis. In addition to this, we have Anil Grover from India, who is the vice president from the Indian Federation. Then we have here the president of Sri Lanka, Sri Lankan Chef Association, and with the chairman of the Sri Lankan Association, first of all, Timothy Kumarasinghe, and Gerard Mendes.
My lovely assistant in some status just said, you know, the chef who looks like two times big happy Buddha. Actually, he comes from Greece. His name is George Mastrodimitris, and he is based in Thessaloniki. We have someone very, very excellent also here from Mauritius. Mauritius, a small island in Creolian food, which is downwards Africa. Actually, it's Alan Payen, the former president of the Mauritian Chef Association. So you see, you have all very, very qualified, world-reputed chefs working for you and giving you the opportunity to have the flavors of the world all in one here in Guyana at the Food Festival 2017. What do you want? You want more black? Yes. Yeah. 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 Serving you a big dish, and each day the big dish will be different. Tonight, we will have German bread, made with the ingredients of sausage, or cabbage, veggies, and with a really great sauce made from Dubai, German chef. He is their here for you, chefs from all around the world, which are taking this proud opportunity to come to Vietnam and to Hoi An to be part of this international food festival. The first time this year that we created this big pan activity on open fire cooking, and it will be staying there, I hope so, for the rest of times, because this food festival will continue every year, and you should really pre-arrange, pre-plan your vacations to come to Hoi An for next year. Bây giờ cái gì ơi? Thưa quý vị, Liên hoan ẩm thực quốc tế tại Hội An được diễn ra một năm một lần. Và trong hôm nay thì chúng tôi bị sẵn để chào đón 12 đầu bếp đến từ 12 quốc gia, đến từ Hiệp hội Đầu bếp Thế giới. Và các đầu bếp của chúng ta đã đến Hội An và sẽ phục vụ quý khách món ăn truyền thống của đất nước họ. Chúng ta có thể tham quan 12 gian hàng ở đầu kia. Và trong mỗi buổi tối thì chúng tôi sẽ có một món ăn đặc biệt ngay tại đây. Đây là món ăn đặc biệt. Ngày hôm qua thì chúng ta đã thưởng thức món ăn cô tu của Sri Lanka. Ngày trước là món collage của Hungary. Và ngày hôm nay thì món ăn đặc biệt không kém, đó chính là bánh mì Đức được nấu bởi đầu bếp hàng đầu người Đức. Và rất mong quý vị và bạn có thể thưởng thức món ăn này và cách tuyệt vời nhất. Và ngoài ra thì chúng tôi còn có sự tham gia của chủ tịch Hiệp hội Đầu bếp Thế giới, Thomas Kuhler. Now, I mean, this is something very special today. Grilled chop, which is made from a guy who is the president of the Emirate Chef Guild, which is German. Or the food, which is actually turned the second time on a grill, is done by a Sri Lankan. All the food, actually, which is given out, is by our Vietnamese team. And all the products are here from Vietnam. So you can really try what can be done with local products in terms of international food flavors and tastes. So now, actually, the people which are here from all around the world is normally on the first group from Germany, which is Uwe, which today is doing the big dish. On the second part, we have a guy from Sweden. He is the only person in the moment who was winning the Culinary Olympics twice. We have a person from Finland here. He is the coach of the Finnish national cooking team. In addition to this, we have Slovenia here, Lego Itstok, which is one of our lifetime honorary members, which came all the way from Ljubljana to
Hoi An. In addition to this, we have Russia here, the president of the Russian Chef Association, Viktor Belayev, who was working for more than 25 years in the Kremlin, and he was cooking for all head of states, which was leading the country, and additionally to this, which are visiting Russia on a business basis. In addition to this, we have Anil Grover from India, who is the vice president from the Indian Federation. Then we have here the president of Sri Lanka, Sri Lankan Chef Association, and with the chairman of the Sri Lankan Association, first of all, Timo Tukumarasinghe, and Chera Mendes. My lovely assistant in some status just said, you know the chef who looks like two times big happy Buddha. Actually, he comes from Greece. His name is George Mastrodimitris, and he is based in Thessaloniki. We have someone very, very excellent also here from Mauritius. Mauritius, a small island in Creolian food, which is downwards Africa. Actually, it's Alan Payen, the former president of the Mauritian Chef Association. So you see, you have all very, very qualified, well-reputed chefs working for you and giving you the opportunity to have the flavors of the world all in one here in Hoi An at the Food Festival 2017. What do you want? You want more black? Yes. Yeah. 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 We are serving you a big dish, and this big dish will be different. Tonight, we will have German bread, made with sausage, or cabbage, veggies, and with a really great sauce made from Dubai German chef. He is their Thomas, yesterday you was in the cage. Today it's me, huh? Thomas, darf ich den auf YouTube posten? Ja, sicher, klar. Mach ich. Gerne, gerne. Danke dir. Und ganz liebe Grüße an Bayern. Ist aufgenommen. Super. Danke dir, Thomas. Gern geschehen. Kommt dann aber vorbei, mal so was richtig Schönes, Ungarisches probieren mit den ganzen Kräutern und Gewürzen aus Vietnam. Wow. Mit Ginger, Lemongrass, schmeckt euch bestimmt, kommt einfach vorbei. Ja.
Ich glaube, dann in einer halben Stunde so ein Gulasch statt weg. Also sag das noch an den Schalter. Okay. Was gibt es? Ich komme da gleich wieder zurück. Jetzt kommt nicht About in 1 hour, no more. Yes. Chỉ cho vô quan thử nè, thì thường thiết là vô quan thử nè. Ok, chỉ còn đến hùng bé bé thù thì là bóc mì cũng ok ok. Đấy là đồng hồ chùa rồi, thế có lại không? Chỗ, bố luôn rồi. Số này nó một tay, nó sẽ khó chịu mà. Go, Olé!